Phật nước Ấn Độ quy tộc Bà La Môn. Ngài giàu lòng từ bi, tâm trí luôn hướng thiện, gieo duyên tạo phước huệ hạnh vị tha. Vì niềm tin Ngài xa lời Phật, quyết chí tu hành theo Đức Phật Thích Ca. Ngài xa lời Phật, hướng dẫn hàng trăm môn đồ thành tâm hướng thiện quy y Phật. Đức Thánh Tăng xa lời Phật, chứng ngộ A-la-hán, Ngài trí tuệ bậc nhất. Ngài nhất tâm tu hành, Ngài xiên dương chánh pháp, đạo từ bi nhiệm màu. Cầu Đức Thánh Tăng xa lời Phật, trí tuệ bậc nhất, gia hộ chúng con. Dâng điệu nhạc lời ca, thành kính cung dường, ca ngợi chánh pháp xiêng dương đạo vàng. Lời Phật nước Ấn Độ quy tộc Bà La Môn. Ngài giàu lòng từ bi, tâm trí luôn hướng thiện, gieo duyên tạo phước huệ hạnh vị tha. Vì niềm tin Ngài xa lời Phật, quyết chí tu hành theo Đức Phật Thích Ca. Ngài xa lời Phật, hướng dẫn hàng trăm môn đồ thành tâm hướng thiện quy y Phật. Đức Thánh Tăng xa lời Phật, chứng ngộ A-la-hán, Ngài trí tuệ bậc nhất. Ngài nhất tâm tu hành, Ngài xiên dương chánh pháp, đạo từ bi nhiệm màu. Cầu Đức Thánh Tăng xa lời Phật, trí tuệ bậc nhất, gia hộ chúng con. Dâng điệu nhạc lời ca, thành kính cung dường, ca ngợi chánh